Vâng. Thì các bạn, hôm nay Phong Vân sẽ giới thiệu về bộ áo khoác. Đây là áo khoác của loại niên bộ mới công ty. Cái này bằng chất liệu là vải da cá sấu, rất là đẹp, mềm, mặc như rất là mát. Nó có cả logo chủ của bên đoàn thanh niên đây. Cái này thì nó có nhiều size. Size S, M, L, XL thì cho những cái con lớn hơn đều có size như vậy. Áo này hiện tại ở shop bán 150 một cái. Nó cái tay cầm của mình dài như này và co giãn, rất là dễ chịu ở cổ tay. Nó không gò bó như cái loại áo khoác khác. Nó có thể là nối lên được đây. Cổ tay. Cái kéo thì rất là chắc chắn, hệ kéo để cho nó bảo vệ nắng. Đi ngồi nắng thường là hoạt động đầy đội, mình đi nắng nhiều mà áo này sẽ hỗ trợ cho bạn trong những mùa nắng nóng. Nó rất là mát nhưng mà nha. Đây dây kéo đây rất là tốt nha. Ngoài ra thì cái ở dưới đây là có cái phân thun thun ở đây nè. Vậy có thể nó rất là dễ chịu, nó không có bị bó buộc, nó không bị chặt đầu. Những người mình to mặt á thì thật phận rất thoải mái. Thật ra thì mình có là nón kết to, nón lưỡi chai, mình có chất liệu là kaki, có cả logo nữa. Đây thì nó có cái co giãn bằng cái kem như này. Không giãn các bạn có thể thu giãn theo kích thước của đầu của mình. Cái em nhỏ cũng dùng được, mọi người lớn cũng dùng được nha. Cả logo may rất là đẹp chắc chắn. Cái nón này thì tại shop bán 26.000 một cái. Mình có thể bán giá sỉ, giá tốt, các bạn hãy liên hệ trực tiếp với công ty. Số điện thoại là 0989875628 để mà được cái giá sỉ tốt nhất. Các bạn có thể lên website là phongvân.com để mà đặt công việc trên online. Ngoài ra Phong Vân còn có bán những cái áo thanh niên không phải hoặc là áo vải với giá rẻ để có thể đẹp và thử được cái phong của mình thế nào. Chào các bạn, hẹn gặp lại.